Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngã ngửa với cách điều hành xuất khẩu gạo, sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Hôm qua được sự chỉ đạo của vợ nên ông Trần Tuấn Anh đã tức tốc có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục cho xuất khẩu gạo. Nhiều người đã đặt câu hỏi phải chăng do phía Trung Quốc can thiệp ép Việt Nam xuất khẩu gạo cho họ. Tuy nhiên, việc Trung Quốc can thiệp cũng có khi là có phần đúng, nhưng theo nguồn tin từ Văn phòng Bộ Công Thương cho biết, thời gian gần đây bà Trần Thủy Hương, đệ nhất phu nhân của đương kim Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đang bị thất nghiệp và đã chuyển nghề thu phế. Trước đây bà Thủy có nghề chính là nghề người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh Tình cảm 51 cộng. Ngoài ra bà Hương còn có nghề tay trái là buôn lậu và bóp cổ các doanh nghiệp. Còn nhớ hồi năm 2018, báo chí Chile cũng như báo chí quốc tế đã dùm beng vụ mái nhà của trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Chile được phơi dày đặc vây cá mập để đóng gói chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Người đứng đầu đường dây buôn lậu này không ai khác chính là đệ nhất phu nhân Trần Thủy Hương, vợ Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, một thái tử đảng, một chính trị gia nhiều tiền lắm của thứ nhì Việt Nam sau bà Nguyễn Tân Dũng. Trần Tuấn Anh là con ruột của Trần Đức Lương, mọi người cũng đã biết nhân vật này. Chưa dừng lại ở đó, hồi Khải Siêu còn ăn nên làm ra thì Thủy Hương cũng dựa hơi chồng mình bóp cổ không thương tiếc, chiếm phát 28% cổ phần hơi tại công ty lụa tơ tằm Medin Việt Nam, nguồn gốc chợ Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi hai người Hương và Khải xảy ra mâu thuẫn, Hương đã rút vốn khỏi Khải Siêu ngay lập tức, chưa đầy 2 tháng sau khi Khải bị đập cho như chó còn khát sữa, đến nay Khải Siêu có nhiều nguy cơ bị đóng cửa. Kể từ đó đến nay thầy không thấy Trần Thủy Hương chẳng có việc gì làm nên Trần Hữu Linh đã một lần nữa vẽ đường tạ ơn bởi Trần Tuấn Anh bằng cách nào đó đã cho Hương đi thu phế các doanh nghiệp xuất khẩu và tất cả các doanh nghiệp có liên quan đến xuất nhập khẩu trong cả nước, dù là doanh nghiệp trong nước, nhà nước hay là tư nhân. Muốn xuất khẩu thì đều phải nộp thuế cho Hương. Và tại sao thì Linh lại ưu ái cho Thủy Hương như vậy? Bởi Hương đã có lần Tuấn Anh cũng vậy. Hai người đến với nhau cũng do Trần Hữu Linh mái mối, kết tóc xe tơ. Chính vì đó mà Trần Tuấn Anh đã cân nhắc Trần Hữu Linh một cách thần tốc ngồi vào ghế Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, nơi mà vàng đong bằng thúng, kim cương hốt bằng xô. Thằng doanh nghiệp nào ngang tai trái mắt thì đập cho không còn răng mà ăn cháo. Linh nổi tiếng bởi câu phát biểu vu khống vừa qua: nhiều người gom khẩu trang đã qua sử dụng để bán. Qua đây cho thấy sự can thiệp của phía Trung Quốc về xuất khẩu gạo của Việt Nam cũng là một lý do, bởi từ đầu năm 2020 đến nay, lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam thì thị trường Trung Quốc chiếm tới 80% sản lượng, nhưng cũng không thể bỏ qua việc Thủy Hương đã chót nhận phế của doanh nghiệp xuất khẩu gạo nên giờ phải tìm cách mà tháo gỡ. Chính vì điều này mà chuyện đệ nhất phu nhân Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo ra văn bản 202101 đó cũng là điều bình thường, bởi nỗi Trần Tuấn Anh có chỉ đạo được cả Tổng Tịch Tịch Nguyễn Phú Trọng can thiệp cho chìm xuồng vụ đất rừng phòng hộ Sóc Sơn mà ca sĩ Mỹ Linh là bạn thân nối khố với Thủy Hương, còn được huống chi là chuyện xuất khẩu gạo để có thu nhập cho bản thân. Việc Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị cho xuất khẩu gạo trở lại là việc là một tội đồ của dân tộc, phản bội đồng bào, phản bội Tổ quốc, làm trái ý chỉ đạo của Thủ tướng, trên bảo dưới không nghe. Việc này mà anh Phúc không cách chức tống cổ thái tử đảng Trần Tuấn Anh về chăn vịt thì chỉ có vứt. Kiểu sáng đúng chiều sai, đến tối đến ngày mai thì lại đúng, không chỉ khiến cho dư luận đặt dấu hỏi về năng lực của người đứng đầu bộ quan trọng nhất của nền kinh tế nhà nước, mà là văn bản xin tạm dừng lệnh dừng chiều qua của ông ta còn khiến cho người ta nghi ngờ về những quyết sách của lãnh đạo cao cấp. Trong cuộc họp chính phủ ngày 23 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã đề xuất việc tạm dừng việc xuất nhập khẩu gạo đến hết tháng 5 năm 2020. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, mục đích của việc tạm dừng xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo các mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo, góp phần ổn định giá gạo trong nước. Đề xuất này là một trong những lý do chính để cho chính phủ ra lệnh dừng xuất khẩu gạo. Các bộ ngành khác và
đang thực thi là Tổng cục Hải quan ngày 23 tháng 3 đã có chỉ đạo các cửa khẩu dừng xuất khẩu. Nhưng rồi cũng chính Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký tiếp một văn bản đề nghị tạm dừng lệnh dừng này sau khi tiếp nhận phản ánh của một số doanh nghiệp. Người ta đang tự hỏi khi tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ký chỉ thị dừng xuất khẩu thì ông Bộ trưởng Bộ Công Thương căn cứ vào đâu, dựa vào những số liệu và những tiếp nhận phản ánh của ai? Và đó cũng là câu hỏi cho văn bản xin tạm dừng lệnh dừng xuất khẩu gạo. Nếu có thì tại sao lại thay đổi 180 độ chỉ trong vòng có 24 tiếng đồng hồ, và số liệu ấy có đáng tin cậy không? Tại sao lại có những chứng cứ dữ liệu thuyết phục kèm theo để thuyết phục dư luận và cấp trên? Còn không thì cực kỳ nguy hiểm, và kiểu điều hành cảm tính này. Nguy hiểm hơn nữa là khi một số người ca ngợi ông Bộ trưởng Công Thương sáng suốt khi sửa sai quyết định họ cho là vội vàng và thủ tướng, mà cố tình quên rằng quyết định ấy cũng xuất phát từ ông Tuấn Anh. Họ còn lập lờ đánh lận con đen khi viết rằng Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đá nhau và cố tình ém nhẹm mọi thứ đều do Bộ Công Thương, nay dừng mai thôi. Xin thôi chứ Bộ Tài chính chỉ quản lý phần hải quan theo lệnh chính phủ, là tư lệnh bộ quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Dân chúng có quyền lo sợ với cách điều hành, tham mưu và tư vấn để cho những quyết sách ấy ảnh hưởng đến hàng chục triệu nông dân, hàng ngàn doanh nghiệp và có tác động mạnh đến xã hội của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh. Ai sẽ tin tưởng làm ăn kinh doanh sản xuất với ông bộ trưởng này? Nay thế này, mai thế khác, và những cú xoay ấy có khi khiến cho người ta tán ra bại sản, hàng vạn gia đình phải lao đao. Trung Quốc đẩy mạnh thu mua gạo, và nếu như có dừng mặt hàng này chỉ là bề nổi, cái mà nhiều chuyên gia lo ngại nhất là họ chuyển sang mua lúa nếu như gạo bị cấm xuất và quên ngừng xuất lúa. Tôi không muốn tin những suy diễn đó là lobby bỏ lệnh dừng xuất khẩu gạo, vì không thể chấp nhận trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này lại thò ra bàn tay lợi ích nhóm. Tôi chỉ muốn làm rõ tại sao Bí thư lại hấp tấp và ông Bộ trưởng cũng như Thủ tướng vội vàng như thế trong lúc nhân dân cần niềm tin vào lãnh đạo cao cấp như lúc này. Bài học về xuất nhập khẩu vẫn còn nguyên đó năm 2008, khi mà Việt Nam đang xuất gạo với giá 900 đô la một tấn, giá hiện tại là 400 đô la, thì có lệnh ngừng xuất khẩu, giá gạo giảm 300 đô la. Trong khi Thái Lan mở kho xuất đi ào ào thì dân mình cay đắng chở gạo đi bán lẻ trước cổng các khu công nghiệp. Có thể các bạn không trong ngành nhưng hoàn toàn có thể kiểm chứng từ nhiều nguồn. Từ năm 2008 đến nay, gạo Việt Nam luôn trong tình trạng thừa để xuất khẩu và xuất với giá cực rẻ. Lượng gạo làm ra trừ phần chế biến bia rượu và thức ăn chăn nuôi thì dân mình ăn chỉ một nửa, nửa còn lại đem bán ra nước ngoài với giá bèo hơn chữ bèo, khoảng 6 đến 7 triệu tấn. Năm nay hạn mặn khốc liệt ở ven biển miền Tây, nông dân trồng lúa điêu đứng, nhưng lúa gạo của cả nước làm ra vẫn thừa nhu cầu trong nước. Lợi dụng dịch bệnh, dân mình có tâm lý tính cốc phòng cơ. Giá bán lẻ bị đẩy lên nhưng giá lúa tại ruộng, giá gạo tại kho vẫn cứ thấp và không hề thiếu. Nếu làm sao được khi quanh năm đều có thu hoạch lúa chứ không rạch ròi mỗi năm hai vụ như mười mấy năm trước. Cấm xuất khẩu ngay bây giờ khi mà nông dân đang thu hoạch trong cảnh mất mùa thì người bị thiệt hại trước mắt chính là nông dân. Họ đa số phải bán lúa tại ruộng để trả nợ đại lý, vật tư nông nghiệp, trả nợ ngân hàng. Có người còn bán cả lúa non, tức là ăn trước trả sau. Nếu cấm xuất khẩu thì người kinh doanh lúa gạo như người dân thì cũng sẽ có lời. Những doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẽ có lời vì giá bán lẻ đến khách hàng không hề giảm, trong khi giá mua thì vẫn bị giảm sâu. Đến năm 2018, Việt Nam sản xuất hơn 30,7 triệu tấn gạo để ăn hơn 9 triệu tấn, thừa hơn 21,6 triệu tấn. Mất mùa khốc liệt nhất năm 2016 giảm 1 triệu tấn lúa, tương đương với 400.000 tấn gạo. Con số trên chưa kể bao gồm gạo trong kho dự trữ an ninh lương thực quốc gia, vì con số này tôi không nắm rõ, nhưng nguyên tắc vẫn phải bảo đảm đủ lương thực cho ít nhất một vụ. Năm nay cho tình huống khốc liệt khác gồm có hạn mặn, dịch bệnh, mất 1 triệu tấn gạo thì vẫn còn thừa đến 20,6 triệu tấn gạo, sao lại phải cấm xuất khẩu làm chi? Tôi thấy nhiều người
dùng cảm xúc để hoan hô việc cấm xuất khẩu gạo trong tình hình hiện nay, ai cũng lo lắng là lẽ đương nhiên, nhưng với một quyết sách ảnh hưởng đến hàng triệu nông dân, xin đừng dùng cảm xúc. Thiếu hiểu biết, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam làm khó giới chuyên gia. Lâu nay đã có nhiều ý kiến phản ánh về năng lực pháp lập pháp của Quốc hội Việt Nam, tồn tại nhiều bất cập khiến cho chất lượng làm luật thấp. Nguyên nhân thì có nhiều, ví dụ sâu xa thì do việc tổ chức bầu cử ứng cử chỉ là hình thức, chưa hoàn toàn tự do dân đề cử và cử tri lựa chọn người xứng đáng và có năng lực. Hoặc tình trạng đại biểu kiêm nhiệm chiếm đến 65%, trong đó đại đa số cán bộ hành pháp lại kiêm nhiệm đại biểu lập pháp. Thời gian họp mỗi năm chỉ khoảng 2 tháng tập trung là quá ngắn và giảm vai trò sức sống của cơ quan lập pháp trong đời sống quốc gia. Cùng với đó là tình trạng hành chính hóa hoạt động quốc hội thông qua các đoàn đại biểu mỗi tỉnh và các ủy ban chuyên môn của quốc hội, khiến cho đại biểu bị phụ thuộc và mất đi tính tự chủ và ý chí chủ động của người vốn được bầu bởi cử tri. Còn một nguyên nhân quan trọng góp phần khiến cho năng lực lập pháp của quốc hội còn thấp, đó là năng lực của bộ phận giúp việc của bộ phận chuyên viên văn phòng, gọi chung là năng lực lập pháp tạo ra các sản phẩm cuối cùng là văn bản pháp luật. Nhiều ban ngành đang kêu ca về tình trạng chồng chéo các quy định pháp luật, nội dung và các văn bản pháp luật có những điểm không ăn khớp và thống nhất với nhau. Tại cuộc họp chính phủ hồi tháng 8 năm 2018 có chuyên đề xây dựng pháp luật, các phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng và nhiều vị tư lệnh các ngành giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, công thương, y tế và đại diện của ủy ban của Quốc hội đều nhận định tình hình chồng chéo xung đột pháp luật là vấn đề lớn cản trở sự phát triển hiện nay. Cho rằng thực tế có tình trạng các luật mâu thuẫn không biết áp dụng theo luật nào, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị khi có sự xung đột giữa các luật thì trách nhiệm thuộc về chính phủ là trình Quốc hội có nghị quyết xác định chọn áp dụng luật. Năm 2018, Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ gồm 16 thành viên đã trình một báo cáo đề nghị chỉnh sửa 9 luật. Đó bao gồm các luật, luật đầu tư nhà ở, luật bảo vệ môi trường, luật kinh doanh bất động sản, luật đất đai, luật xây dựng, luật đấu thầu, luật dân sự, luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp. Khi rà soát 9 văn bản luật này, kết quả cho thấy có 6 vướng mắc do chồng chéo giữa các quy định, 16 vướng mắc do những mâu thuẫn hoặc không tương thích giữa các quy định, 8 vướng mắc do quy định không rõ ràng, thiếu cụ thể và 7 vướng mắc do quy định bất hợp pháp, bất hợp lý. Tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm tổ trưởng, có sự tham gia của các bộ cơ quan liên quan để rà soát những quy định pháp luật chồng chéo, bất hợp lý, trong không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển. Trước đó, tại các kỳ họp Quốc hội, tình trạng chồng chéo các quy định pháp luật cũng đã có nhiều lần được đề cập tìm cách khắc phục xử lý. Vấn đề này xem ra ngày một phức tạp và chiếm một thời lượng nghị sự lớn của cả Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành. Việc sửa chữa và lỗi chồng chéo này lẽ ra phải là công việc của các chuyên viên pháp lý và bộ phận giúp việc trong soạn thảo kỹ thuật văn bản. Trong hoạt động lập pháp, cần tách bạch giữa các nội dung lớn cần thảo luận và biểu quyết với các vấn đề kỹ thuật, câu chữ, chuyên môn. Các nhà làm luật không nên bị gây khó bởi những vấn đề kỹ thuật mà họ vốn không thạo. Khi đại biểu có ý kiến sửa đổi thì cơ quan tiếp thu không đề nghị với đại biểu viết lại và điều luật theo ý muốn. Vì như thế là tạo ra áp lực gây khó cho đại biểu bằng kỹ thuật lập pháp mà họ không biết. Đối với việc xử lý chồng chéo pháp luật hiện nay, lãnh đạo chính trị đã quá sa đà vào công việc của các chuyên viên pháp lý. Đây cũng là cái dở của lãnh đạo kỹ trị. Những người đi từ thấp lên cao trong bộ máy hành chính bị lối nhận thức cũ trói buộc khi đã ở cương vị khác. Quốc hội cần phải thiết lập một cách rõ ràng và khoa học một quy trình làm ra luật và phân công một bộ phận chuyên trách thực hiện.
Trong khi đó, công việc của lãnh đạo chính trị là xác định các nội dung vấn đề lớn mà đại biểu Quốc hội đại diện cho các nhóm thành phần dân chúng cần tranh luận và biểu quyết. Khi đã có kết quả rồi thì giao cho bộ phận chuyên viên pháp lý, kỹ thuật và văn bản soạn thảo thành câu chữ điều luật cụ thể. Tình trạng quy định chồng chéo hiện nay cho thấy bộ phận văn phòng giúp việc của cả cơ quan trình dự án luật lẫn cơ quan thẩm định thông qua đều đã không làm tốt khâu nghiên cứu và kỹ thuật lập pháp. Điều này cho thấy sự đầu tư hoặc năng lực của bộ phận này chưa cao. Nay đứng trước tình trạng như vậy, cần đánh giá lại bộ phận giúp việc chuyên viên pháp lý. Cần đánh giá xem đội ngũ này đã làm việc tốt chưa, có lười nhác cầu thả hoặc do lương thấp mà chi phí đài thọ cho soạn thảo văn bản luật quá ít ỏi nên thiếu chuyên tâm. Môi trường lập pháp hiện nay của Việt Nam là rất đáng lo ngại, có nhiều người đủ năng lực, trình độ và tâm huyết nhưng lại không thể được bầu trở thành đại biểu Quốc hội. Họ đành phải bộc lộ năng lực của mình qua phương tiện truyền thông xã hội và báo chí. Họ trở thành những trí thức dân sự, luận bàn các vấn đề xã hội, nói lên ý chí nguyện vọng của các nhóm dân chúng khác nhau, là người khai mở và giúp đỡ cho dân cũng như các ban ngành nhà nước về các sự vụ bằng chi kiến thức của mình. Trong khi đó, đáng tiếc, nhiều vị đại biểu Quốc hội thiếu chi kiến tâm huyết và chẳng thiết tha gì với cương vị, chẳng thấy có tiếng nói trước các vấn đề nóng bỏng của xã hội. Chỉ có một số ít đại biểu là mạnh dạn gài góc luận bàn nhiều vấn đề thời sự của đất nước. Biện pháp rốt ráo nhất chỉ là có cách áp dụng bầu cử ứng cử tự do để cử tri lựa chọn ra người đại biểu lập pháp của mình như các nước phương Tây hiện nay. Hoặc ít ra thì Quốc hội cũng phải dành một số ghế nhất định cho những ứng viên độc lập và người có năng lực thực sự ngoài xã hội tham gia vào công việc lập pháp. Quốc hội làm luật hay chỉ là cơ quan thông qua luật đang là vấn đề nhiều ý kiến đang tranh luận hiện nay. Lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng đặc trưng nhất của Quốc hội Việt Nam. Chức năng này đã được thể hiện xuyên suốt qua các bản hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 và hiến pháp mới nhất là năm 2013. Ngoài hiến pháp năm 1946 quy định về nguyên tắc chung nghị viện nhân dân đặt ra các pháp luật, thì cả bốn bản hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và mới nhất là năm 2013 đều khẳng định Quốc hội là cơ quan lập hiến và lập pháp. Tuy nhiên, trong thực tế, Quốc hội chỉ là cơ quan thông qua luật vì hầu hết các dự án luật đều do Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao soạn thảo và trình. Đây là những cơ quan hành pháp chứ không phải là cơ quan lập pháp chuyên nghiệp như mô hình của các nước dân chủ tiến bộ trên thế giới, mà đại biểu Quốc hội chỉ có một việc duy nhất là bấm nút thông qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam hiện nay chỉ lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật và quyết định việc lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật. Liên Hiệp Quốc chất vấn Chính phủ Việt Nam về vụ Phạm Chí Dũng bị bắt vì kêu gọi hoãn EFTA. Một nhóm các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã gửi kháng thư chất vấn Chính phủ Việt Nam về việc bắt giam nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng. Theo trang web lưu trữ báo cáo truyền thông của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cập nhật vào ngày 22 tháng 3, kháng thư đề ngày 22 tháng 1 năm 2020 được đăng tải công khai trên web của cơ quan này sau 60 ngày quy định, mô tả cáo buộc bắt ông Phạm Chí Dũng như là một hành động trả thù cho hoạt động tuyên truyền nhân quyền của ông ta. Nội dung kháng thư cho biết năm 2014, ông Phạm Chí Dũng với tư cách là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã xuất bản nhiều bài báo nhằm nâng cao mối quan tâm của công chúng Việt Nam về quyền con người, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận, quyền lao động và công đoàn độc lập. Bản phản ánh các vấn đề bắt giam những người bảo vệ nhân quyền và sự quấy rối đối với xã hội dân sự độc lập. Đáng lưu ý, kháng thư dẫn lại nguồn tin của các cáo buộc rằng ông Phạm Chí Dũng bị bắt vì có gửi thư kiến nghị kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu EFTA. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2019, 2 tuần sau khi Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu đến Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng gửi thư kiến nghị kêu gọi Nghị viện châu Âu hoãn phê chuẩn EFTA cho đến khi Chính phủ Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn nhân quyền cụ thể. Tuần sau, ông Phạm Chí Dũng đã và các đồng nghiệp đã cho biết ông đã nghe thông tin từ những người trong Bộ Công an nói rằng ông ấy có nguy cơ bị bắt
vì đơn kiến nghị kháng thư viết. Đến ngày 21 tháng 11 năm 2019, ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt và bị khởi tố về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một bản tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an khi đó nói rằng Phạm Chí Dũng đã có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự. Vụ việc gây quan ngại cho các chuyên gia. Qua kháng thư được viết trên website, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc bày tỏ sự quan tâm về việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng vì mối liên hệ trực tiếp đến các hoạt động thúc đẩy nhân quyền của ông, và khi bị bắt giam và giam giữ, các quyền của ông đã không được bảo đảm. Thực tế là ông Phạm Chí Dũng bị giam giữ mà không được tiếp cận với gia đình hoặc luật sư của mình. Chúng tôi quan ngại rằng trong khoảng thời gian dài trước khi được phép liên lạc ra bên ngoài khiến ông ta có nguy cơ bị tra tấn hoặc bị đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo. Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc bày tỏ, để làm rõ hơn các mối quan tâm này, các chuyên gia đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phản hồi về các cáo buộc cũng như cung cấp căn cứ pháp lý dẫn đến việc bắt giữ ông Phạm Chí Dũng và giải thích việc giam giữ ông ấy tương thích như thế nào với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Đồng thời, các chuyên gia cũng đề nghị với chính phủ Việt Nam cung cấp những biện pháp đã được thực hiện nhằm bảo đảm các nhà báo và những người bảo vệ nhân quyền thực hiện được công việc hợp pháp của họ trong môi trường an toàn và không bị đe dọa, quấy rối hoặc trả thù dưới bất kỳ hình thức nào. Kháng thư cũng nhắc lại tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền UPA lần thứ 3 của Việt Nam. Một số quốc gia đã kiến nghị Việt Nam cần sửa đổi hoặc bãi bỏ Điều 117 Bộ Luật Hình sự về tội tuyên truyền chống nhà nước và làm cho nó phù hợp hơn với luật nhân quyền quốc tế. Trong khi chờ có câu trả lời, các chuyên gia yêu cầu chính phủ Việt Nam cần thực hiện các biện pháp tạm thời cần thiết để tạm dừng các vi phạm cáo buộc và ngăn chặn sự tái diễn. Kháng thư được đệ trình bởi 4 vị chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc, David Kaze, báo cáo viên đặc biệt về các thúc đẩy bảo vệ nhân quyền, tự do biểu đạt, Lai Thomin, phó chủ tịch nhóm các công tác về giam giữ tùy tiện, Harlemen, báo cáo viên đặc biệt về quyền tự do hội họp và lập hội, và Michael Foss, báo cáo viên đặc biệt về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền. Kháng thư là một hình thức giải quyết khiếu nại vi phạm nhân quyền thuộc thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các cá nhân hay bất kỳ tổ chức xã hội nhân sự nào khi có được thông tin tin cậy về các hành vi vi phạm nhân quyền quốc gia có thể gửi đơn khiếu nại đến các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Từ thông tin khiếu nại này, các chuyên gia Liên Hợp Quốc có thể can thiệp trực tiếp với chính quyền quốc gia thông qua kháng thư chất vấn, làm rõ các cáo buộc vi phạm nhằm bảo vệ cho các nạn nhân. Đóng cửa các hàng quán và quán ăn xung quanh Bệnh viện Bạch Mai để bảo đảm chống dịch. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa vừa đề xuất với thành phố Hà Nội xem xét đóng cửa các hàng quán xung quanh Bệnh viện Bạch Mai khi phát hiện 2 điều dưỡng viên tại bệnh viện này nhiễm virus Vũ Hán. Quận Đống Đa đã đề xuất đóng cửa hàng quán ăn uống quanh Bệnh viện Bạch Mai vì 2 điều dưỡng bị mắc bệnh virus Vũ Hán. Thông tin về trường hợp bệnh nhân số 86 và 87 là nhân viên y tế đầu tiên nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Ông Võ Nguyên Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cho biết ngay khi nhận được thông báo, quận đã chủ động làm việc với Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và phân loại các trường hợp tiếp xúc từ F1 đến F2. Theo đó, trên địa bàn quận có 16 trường hợp F1, 30 trường hợp F2 và quận đã quyết định cách ly phun khử khuẩn ngay lập tức. Đồng thời, để bảo vệ các yêu cầu không gian xung quanh bệnh viện, quận đã chỉ đạo phường xem xét đóng cửa các cửa hàng ăn uống quanh bệnh viện và chuẩn bị cung ứng suất ăn bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm cho bệnh viện, Chủ tịch quận Đống Đa cho hay. Đối với trường hợp bệnh nhân số 86, quận Thanh Xuân cho biết bệnh nhân có tên BTH, sinh năm 1966, trú tại phường Phương Liệt, công tác tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai. Qua điều tra dịch tễ xác định người này sau khi đi du lịch về vẫn đi làm bình thường, rồi mới có biểu hiện đau đầu mệt mỏi. Đi khám tại viện tim mạch, bệnh nhân được chẩn đoán tăng huyết áp, điều trị nội trú tại bệnh viện. Buổi tối những ngày đó, bệnh nhân có về ăn uống sinh hoạt tại gia đình.
Đến ngày 19 tháng 3, bà Hờ đã đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus Vũ Hán lần 1 vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày. Sau khi có thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, quận Đống Đa đã cắm chốt khoanh vùng tại ngõ nơi nhà bệnh nhân này đang ở. Y tế quận cũng tổ chức lấy mẫu ngay mẫu xét nghiệm của 7 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân H, đồng thời phối hợp với 115 các đơn vị đưa 7 trường hợp F1 gồm có 6 người trong gia đình và 1 người gội đầu làm móng có tiếp xúc gần đi cách ly tại Hà Đông. Cùng với đó, tiến hành xử lý khử khuẩn 10 hộ gia đình trong ngõ, hướng dẫn các hộ thực hiện phòng chống lây nhiễm chéo. Đối với các bệnh nhân và đối với riêng bệnh nhân số 87, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cho hay nữ điều dưỡng này trú tại ngõ Hồng Mai, Quỳnh Lôi. Qua điều tra, quận xác định có 24 trường hợp F1 trên địa bàn, trong đó gia đình bệnh nhân này có 13 người đã lấy mẫu xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính và chuyển đến bệnh viện Thanh Nhàn. Ngoài ra, hai người làm cùng bệnh nhân này ở bệnh viện Bạch Mai cũng đã cho kết quả âm tính. Cũng theo Chủ tịch quận Hai Bà Trưng, quận đã khoanh vùng và thực hiện các biện pháp cách ly đối với 6 gia đình trên địa bàn, 50 trường hợp trên địa bàn quận liên quan đến bệnh nhân hiện đã được thực hiện cách ly tại nhà. Tính ra thì dự tính có khoảng 5.000 trường hợp cần phải xét nghiệm vì liên quan trực tiếp đến những người bị nhiễm bệnh ở bệnh viện Bạch Mai từ hai điều dưỡng viên này. Như vậy thì số người cần phải cách ly và xét nghiệm là một con số rất là lớn. Số ca COVID-19 lên 148, Bộ Y tế khuyến cáo không ra đường. 7 ca nhiễm mới ngày 26 tháng 3 gồm có 4 người ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 người ở Hà Nội, 1 quê ở Nghệ An, nâng số ca nhiễm virus Vũ Hán lên 148 ca. Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận có thêm 14 trường hợp mắc mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và một là bác sĩ bị lây bệnh từ bệnh nhân đang được điều trị. 11 ca này có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, 3 trường hợp có thời gian sống trong cộng đồng. Đến nay, 4 nhân viên y tế nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 2 ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, Hà Nội, bị lây nhiễm chéo trong quá trình điều trị bệnh nhân virus Vũ Hán. 2 nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai lây từ bên ngoài và lây nhiễm cho nhau. 1 bệnh nhân điều trị 3 tuần tại Bạch Mai cũng bị nhiễm virus Vũ Hán. Chiều qua, Bộ Y tế xác định Bệnh viện Bạch Mai là vùng có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, yêu cầu toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân và người thân đang điều trị hoặc đến khám tại bệnh viện trong vòng 14 ngày qua phải xét nghiệm sàng lọc nCoV. Ước tính có khoảng 5.000 người phải xét nghiệm. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu dịch có một đợt xét nghiệm sàng lọc quy mô lớn chưa từng có trên diện rộng như vậy. 7 bệnh nhân mới vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020 bao gồm bệnh nhân số 142, nam 26 tuổi ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh tại Mỹ. Ngày 8 tháng 3, người này khởi hành từ Texas, Mỹ, quá cảnh Đài Loan, sau đó đáp chuyến bay của hãng hàng không Eva Air số hiệu BA395, số ghế 38A, nhập cảnh ngày 10 tháng 3 tại cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã đến thăm người nhà tại Bệnh viện Bình Dân, lãnh sự quán Mỹ, tiếp xúc với một số cán bộ làm công tác khai báo tạm trú tại xã Tân Túc, huyện Bình Chánh. Ngày 23 tháng 3, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm đang điều trị tại bệnh viện đã dã chiến ở Cần Giờ. 3 người sống cùng nhà bệnh nhân được cách ly ở huyện Cần Giờ gồm 11 hộ dân, 36 người ở xung quanh đã được rà soát và cách ly. Cơ quan chức năng tiếp tục lập danh sách những người có tiếp xúc với bệnh nhân. Bệnh nhân thứ 43 là nữ 58 tuổi quốc tịch Nam Phi ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, bà khởi hành từ Seattle, Mỹ, quá cảnh Đài Loan, sau đó đi chuyến bay của hãng hàng không Eva Air số hiệu BA395, số ghế 48A, nhập cảnh ngày 21 tháng 3 tại cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Bà được cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Bà đã tiếp xúc với người thân xác định mắc virus Vũ Hán trước khi về Việt Nam. Ngày 22 tháng 3, bệnh nhân sốt, ho, khó thở được chuyển đến cách ly và điều trị tại bệnh viện dã chiến Củ Chi. Hiện bệnh nhân đã giảm sốt, còn ho ít. Bệnh nhân thứ 144 là nam,
22 tuổi, trú tại phường 14, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Anh từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay Vietnam Airlines VN50, số ghế 24G, ngày 22 tháng 3. Từ khi nhập cảnh đến nay, bệnh nhân không có triệu chứng, sức khỏe ổn định, đang được cách ly tại khu vực cách ly tập trung tỉnh Trà Vinh. Bệnh nhân số 45 là nam, 34 tuổi, trú tại phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, là thợ làm móng tay tại Mỹ. Anh di chuyển trên chuyến bay VN50 của hãng hàng không Vietnam Airlines, số ghế 28A, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22 tháng 3. Khi nhập cảnh, anh chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh, được cách ly tập trung tại trường quân sự địa phương, thành phố Cần Thơ. Tại đây, bệnh nhân ho nên chuyển bệnh viện Lao và bệnh viện phổi cách ly, điều trị, lấy mẫu, hiện bệnh nhân còn ho. Bệnh nhân số 146 là nữ 17 tuổi ở xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cô gái đi từ Thái Lan về ngày 20 tháng 3, trước khi đó đã tiếp xúc gần với ca dương tính xác định tại Đà Nẵng. Sau khi nhập cảnh, cô được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đưa về khu cách ly tại tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, sức khỏe ổn định. Bệnh nhân số 147 là nam 19 tuổi ở Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh từ Anh đi chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines về Nội Bài ngày 21 tháng 3. Anh cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc dương tính. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, sức khỏe ổn định. Bệnh nhân số 148, 58 tuổi, quốc tịch Pháp ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Ông là du khách từ Pháp đến Việt Nam ngày 12 tháng 3 trên chuyến bay VN18. Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3, ông đến nhiều điểm tham quan du lịch ở Hà Nội. Ngày 19 tháng 3, ông được Trung tâm Y tế Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, sau đó tự cách ly tại nhà. Ngày 24 tháng 3, bệnh nhân có kết quả dương tính với nCoV, được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định. Bộ Y tế khuyến cáo: người dân không nên ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian. Thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam, kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài. Từ ngày 8 tháng 3 đến nay không được thực hiện cách ly. Các địa phương chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các địa điểm vui chơi giải trí, xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.